Liên tục trong nhiều năm nay, hơn 100 hộ dân với khoảng 320 nhân khẩu sống ở khu vực Cồn Si thuộc thôn Long Thạnh Tây, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam luôn phải chịu cảnh thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, huyện đoàn Núi Thành đã phát động chương trình đưa nước sạch ra đảo Tam Hải. Thôn Long Thạnh Tây nằm tách biệt so với các thôn của xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trước đây thôn có 5 giếng nước ngọt nhưng hiện nay 4 giếng đã nhiễm phèn. Hàng ngày 103 hộ dân với 318 nhân khẩu phải chia phiên nhau để lấy nước ngọt của giếng còn lại về sử dụng. Nhiều hộ dân phải tự thuê ghe đi vào đất liền để mua nước về sinh hoạt. Trước tình trạng thiếu nước, sau chuyến đi khảo sát thực tế ngày 21 tháng 6, huyện đoàn Núi Thành đã phát động và triển khai chương trình đưa nước sạch ra đảo Tam Hải. Chúng tôi tiến hành trong vòng một tuần và qua đó thì cung cấp cái nguồn nước sạch cho các cái hộ dân trên địa bàn của thôn Long Thạnh Tây với cái mong muốn là có thể giúp cho bà con có được cái nguồn nước sạch để dùng. So với thời gian trước đến hôm nay thì được nhận số nước để về sinh hoạt, nước sạch của các cấp đoàn hỗ trợ thì dân ở đây rất là phấn khởi và trong sinh hoạt có thoải mái hơn. Chỉ qua vài ngày triển khai, chương trình đưa nước sạch ra đảo Tam Hải đã chở được hơn 200 mét khối nước và cung cấp đến tận tay người dân trên địa bàn xã đảo này. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng nhằm góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vào lúc cao điểm nắng hạn.